Tôi xin được lời Chúa trong Thi Thiên 100. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Mời em Vi. Now I will be reading from Psalm 100, verses 1 to 5. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with jubilation. Come before him with rejoicing. Know that the Lord himself is God. It is he who has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courtyards with praise. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting and his faithfulness is to all generations. Thì giờ là giảng luận, xin kính mời sư Dũng. Với Chúa giờ này, lạy Chúa yêu dấu của chúng con, giờ này chúng con đến với Ngài và chúng con nghe lời của Chúa, nguyện xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con, để chúng con nghe và chấp nhận và làm theo, để chúng con được phước, gia đình chúng con được phước và hội thánh Chúa cũng sẽ được phước. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. May the congregation please be seated. Sáng nay thì chúng ta có một người khách nữa mà hồi nãy thì tôi chưa có dịp để chào mừng. Đó là anh chị Huỳnh Hoành và hai người con cũng có đến thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Không biết là... Dạ, hoan nghênh. Đây là anh chị là bạn của chị Quý. Cảm ơn Chúa là chúng ta thấy rằng đây là cái tấm gương mà chúng ta cần phải mời bạn của mình đến để thờ phượng Chúa. Đó là cái tinh thần của con dân của Ngài. Sáng nay thì chúng ta sẽ đi đến một bài học kế tiếp nói đến kết quả của việc nhận biết Đức Chúa Trời. This morning we will continue with the series of knowing God through Psalms 90. Chúng ta vừa học qua một loạt bài về sự nhận biết Đức Chúa Trời qua Thi Thiên 90. We have just started series of knowing God through Psalms 90. Mục đích của loạt bài này là để giúp cho chúng ta nhận biết rõ về Đức Chúa Trời nhiều hơn. The purpose of this series is to help us come to know God more clearly. Vì càng biết rõ về Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ càng tin vào Đức Chúa Trời. For the better we know God, the more we will believe in God. Mà càng tin vào Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ càng sống cho Đức Chúa Trời. And the more we believe in God, the more we will live for God. Giống như Dr. Moller đã nhận định rằng bạn không thể tin hơn điều bạn biết và bạn không thể sống cao hơn niềm tin của chính mình. As Dr. Moller stated, you cannot believe more than you know and you cannot live above your own beliefs. Chúng ta chỉ có thể tin vào Đức Chúa Trời ở mức độ chúng ta biết về Đức Chúa Trời. We can only believe in God to the extent of what we know about God. Và chúng ta chỉ có thể sống cho Đức Chúa Trời ở mức độ chúng ta tin vào Đức Chúa Trời. And we can only live for God to the extent of what we believe in God. Bởi vì chúng ta không thể tin hơn mức độ chúng ta biết về Đức Chúa Trời và chúng ta cũng không thể sống cao hơn mức độ của chúng ta tin vào Đức Chúa Trời. Because we cannot believe more than what we know about God and we cannot live above what we believe in God. Qua loạt bài giảng về sự nhận biết Đức Chúa Trời qua Thi Thiên 90 đó thì tôi tin rằng chúng ta đã nhận biết rõ được bốn bản chất căn bản quan trọng về Đức Chúa Trời. Through the sermon series Knowing God through Psalms 90, I believe I have come to discern four important qualities about God. Thứ nhất là Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo vũ trụ này. First, God is the creator. Thứ hai là Đức Chúa Trời là đấng tể trị trên mọi sự. Second, God is sovereign over all things. Thứ ba là Đức Chúa Trời là đấng phán xét tội nhân. Third, God is the judge of sinners. Và thứ tư là Đức Chúa Trời là đấng thật nhân từ với tội nhân.
And fourthly, God is so merciful to sinners. Đến đây câu hỏi của tôi là làm sao chúng ta biết là chúng ta đã thật sự nhận biết rõ Đức Chúa Trời? What now? The question is, how do we know that we have truly come to know God? Tôi tin rằng bất cứ người nào thật sự nhận biết rõ được Đức Chúa Trời sẽ có hai kết quả như sau. I believe that anyone who truly knows God will have two outcomes. Thứ nhất, người đó chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. First, they worship God alone. Và thứ hai, người đó chỉ hầu việc một mình Đức Chúa Trời. Second, they serve God alone. Ngoài Đức Chúa Trời, họ sẽ không thờ phượng hoặc hầu việc bất cứ một thứ gì khác. Apart from God, they will not worship or serve anything else. Và chúng ta đi đến phần thứ nhất là những người mà biết về Đức Chúa Trời chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Trong Thi Thiên 103 cho chúng ta biết điều kiện để cho chúng ta có thể chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời là phải nhận biết được rõ Đức Chúa Trời. In Psalms chapter 100 verse 3 tells us that the condition for us to worship God alone is to know God well. Thi Thiên 103 ghi rằng hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài, phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. In Psalms chapter 100 verse 3, it says, come before him with rejoicing. Know that the Lord himself is God. It is he who has made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Nếu không biết rõ Jehovah là Đức Chúa Trời, nếu không biết rõ chính Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta và chúng ta thuộc về Ngài, thì rất khó cho chúng ta có thể chỉ tập trung thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. If you do not know that the Lord is God, and if you do not clearly know that it is God who made us, and that we belong to him, it is difficult for us to focus on worshiping God alone. Bằng chứng là trước khi Abraham được Đức Chúa Trời bày tỏ cho Abraham về chính Ngài đó, thì Abraham thờ phượng nhiều thần khác, chứ không phải thờ phượng Đức Chúa Trời. The proof is that before God revealed himself to Abraham, Abraham worshipped many other gods and not the Lord God. Giô-sê cho chúng ta biết điều này ở trong sách Giô-sê đoạn 24 câu 2 đó như sau. Giô-sê nói cùng cả dân sự rằng Jehovah Đức Chúa Trời Israel có phán như vậy: tổ phụ các ngươi là Thare cha của Abraham và Naco thuở xưa ở phía bên sông và hầu việc các thần khác. Joshua tells us this in the book of Joshua chapter 24 verse 2. Joshua said to all the people, this is what the Lord, the God of Israel says. From ancient times your fathers lived beyond the Euphrates, namely Terah, the father of Abraham and the father of Nahor, and they served other gods. Thưa quý vị, tại sao trước khi được Đức Chúa Trời kêu gọi, Abraham không thờ phượng Đức Chúa Trời mà lại thờ phượng các thần khác? Before Abraham was called by the Lord God, why did Abraham worship other gods and not the Lord God? Bởi vì ở thời điểm này, Abraham không biết rõ Đức Chúa Trời là ai. Because at this time, Abraham had no concept of the Lord God. Quý vị biết thần mà Abraham và gia đình của ông thờ phượng đó vào thời điểm này là ai không? Do you know what God Abraham and his family worshipped at this time? Họ thờ thần mặt trăng. They worshipped the moon god. Họ tưởng rằng thần mặt trăng là Đức Chúa Trời và có thể điều khiển cả bầu trời và sự sống của con người trên đất. They thought that the moon god was God and could control both the sky and human life on earth. Họ không biết rằng chính Đức Chúa Trời mới là đấng tể trị trên bầu trời và sự sống của con người, chứ không phải là thần mặt trăng. They do not know that it is the Lord God who is in control of the sky and human life on earth, not the moon. Quý vị biết cái hậu quả của những ai mà không nhận biết rõ được Chúa Trời là gì không? Do you know what the consequences are for those who do not know God well? Hậu quả đó là thay vì tập trung thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, thì họ lại tập trung thờ phượng những vật sáng tạo của Đức Chúa Trời. The consequence is they focus on worshiping things created by God instead of the God as the creator. Quý vị nghĩ
Những người như vậy có thật sự nhận biết rõ Đức Chúa Trời không? Do you think such people really know God? Tôi không nghĩ rằng những người như vậy thật sự nhận biết rõ Đức Chúa Trời. I don't think such people really know God. Bởi vì nếu một người thật sự nhận biết rõ Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ tập trung thờ phượng Đức Chúa Trời, chứ không phải tập trung thờ phượng bất cứ một thứ gì khác. Because if a person really knows God, then the person will focus on worshiping God alone and not focusing on worshiping anything else. Nếu bảo rằng biết rõ Đức Chúa Trời nhưng không thờ phượng Đức Chúa Trời mà thờ phượng một thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời thì quả thật là không bình thường chút nào. To say that one knows the Lord God and worship the Lord God but other gods instead is really not. Trong điều răn đầu tiên đó, Đức Chúa Trời dạy gì không? You know what God taught in the first commandment? Ngay trong điều răn đầu tiên, Đức Chúa Trời dạy rằng trước mặt ta, người chớ có các thần khác. Right in the first commandment, God said, you shall have no other gods before me. Quý vị biết điều răn này dành cho ai không? Do you know who this commandment is for? Điều răn này không phải dành cho dân ngoại, mà dành cho con dân của Đức Chúa Trời. This commandment is not for the Gentiles, but for the people of God. Bởi vì người ngoại không bao giờ biết được điều răn này, cũng như không bao giờ có khả năng để thực hiện điều răn này. Gentiles never knew this commandment, nor were they ever able to fulfill it. Để thực hiện được điều răn này, thì chỉ có con dân của Đức Chúa Trời mà thôi, bởi vì họ biết rõ Đức Chúa Trời là ai. To fulfill this commandment, only people of God can fulfill it, because they know who God is. Tôi thấy điều đáng sợ đó, nhất cho con dân của Chúa, không phải là có nhiều bàn thờ trong nhà của mình, mà có nhiều bàn thờ trong lòng của mình. I find that the most terrifying thing for God's people is not having many altars in the house, but having many altars in the heart. Có nhiều bàn thờ trong lòng mới là điều đáng sợ, là bởi vì tưởng rằng không ai nhìn biết. Having many altars in the heart is a terrifying thing because no one can see it. Chúng ta có thể đến nhà thờ thờ phượng Đức Chúa Trời bình thường như một con dân của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi ra khỏi nhà thờ thì chúng ta lại thờ phượng những thần khác. We may come to worship God normally as a person of God, but when we go out of the church, we worship other gods. Quý vị biết tại sao Đức Chúa Trời phải bảo Abraham là rời khỏi quê hương của ông không? Do you know why God told Abraham to leave his homeland? Là bởi vì Đức Chúa Trời muốn Abraham phải rời bỏ những thần tượng. It was because God wanted Abraham to get rid of his idols. Nếu không chấp nhận rời khỏi những thần tượng thì rất khó cho Abraham tập trung để thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời. If he did not it was because God It was because God wanted to get rid of his idols. If he did not accept to leave the idols, it would be difficult for Abraham to focus on worshiping God alone. Làm sao biết là chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời hay là đang thờ phượng một cái gì ngày hôm nay? How do we know if we are worshiping God or worshiping something else today? Hãy xem điều gì mà chúng ta xem là quan trọng nhất. Điều gì mà chúng ta xem quan trọng nhất chính là điều mà chúng ta đang thờ phượng ngày hôm nay. Let's examine what we find most important. For what we consider most important is what we are worshiping today. Tôi nghĩ được thờ phượng Đức Chúa Trời là một phước hạnh rất lớn, nhưng cũng là một cái giá mà chúng ta cần phải trả. I think being able to worship God is a great blessing, but it's also a price we have to pay. Bởi vì để cho chúng ta được thờ phượng Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải chấp nhận từ bỏ nhiều thứ trong cuộc đời của chúng ta. Because in order for us to worship God, we need to accept that. We need to give up many things in our lives. Đây là việc không dễ làm nếu chúng ta chưa thật sự nhận biết rõ Đức Chúa Trời là. This is not an easy thing to do if we do not really know who God is. Chúng ta xem tiếp trong câu 4 của Thi Thiên 100 á, ghi rằng hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Let's look in Psalms chapter 1, verse 4. Enter his gates with thanksgiving and his courtyards with praise. Give thanks to him,
bless his name. Câu hỏi là tại sao Thi Thiên 100 khuyên chúng ta là cần phải ngợi khen, cảm tạ và chúc tụng danh của Đức Chúa Trời? The question is, why does Psalms 100 advise us to praise, give thanks and bless the name of the God? Câu hỏi đó, câu trả lời đó là nằm ở trong câu thứ 5. The answer is in verse 5. Câu thứ 5 nói rằng vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. For the Lord is good, his mercy is everlasting and his faithfulness is to all generations. Lý do chúng ta chỉ thờ phụng một mình Đức Chúa Trời là bởi vì Ngài là thiện chứ không phải là ác. The reason they worship God alone is because God is good and not evil. Lý do chúng ta chỉ thờ phụng một mình Đức Chúa Trời là bởi vì sự nhân từ và thành kính, thành tín của Đức Chúa Trời hằng có mãi mãi và còn đến đời đời. The reason we worship God alone is because God's goodness and faithfulness endures forever and ever. Ngoài Đức Chúa Trời, không có ai giống như Ngài và cũng không có ai có thể ví sánh như Ngài. Apart from God, there is no one like him and none compares to him. Thưa quý vị, nếu Đức Chúa Trời là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời, mà chúng ta không tập trung để thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, thì thử hỏi, có ai khác để cho chúng ta thờ phượng? Church, if God is good, his goodness endures forever, and his faithfulness endures forever, and if we're not focused on worshiping God alone, then we should ask, who else is worthy of our worship? Đừng bao giờ nghĩ rằng chấp nhận từ bỏ nhiều thứ trong cuộc đời của chúng ta để được thờ phượng Đức Chúa Trời là một sự mất mát lớn. Never think that accepting to give up many things in our lives in order to worship God is a great loss. Tôi không nghĩ đó là một sự mất mát lớn mà là một phước hạnh lớn. I don't think it's a great loss, but a great blessing. Bởi vì những gì chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời vượt trội hơn những gì mà chúng ta chấp nhận từ bỏ. Because what we receive from God far exceeds what we accept to give up. Mà một trong những phước hạnh đó chính là sự sống đời đời trong nước thiên đàng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. And one of those blessings is eternal life in the heavenly kingdom that God gives us. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có thể dựng nên cả thế giới này chỉ bằng lời phán của Ngài. Nhưng để ban cho chúng ta sự sống đời đời trong nước thiên đàng, Đức Chúa Trời không thể phán, mà Chúa Giê-xu cần phải chết thay cho chúng ta. Church, God created the whole world by words alone. But in order to give us eternal life in the kingdom of heaven, God cannot speak, but Jesus needs to die for us. Nếu đem so sánh những gì mà chúng ta từ bỏ với những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, thì không thể nào có thể so sánh được. If we were comparing on what we give up with what God has given us, it would be incomparable. Quý vị biết là sau khi Abraham thật sự nhận biết được Đức Chúa Trời đó, thì Abraham đã làm gì không? Do you know what Abraham did after he truly knew God? Có phải là Abraham còn tiếp tục thờ phượng thần mặt trăng nữa không? Did Abraham continue to worship the moon god? Dĩ nhiên là không. Of course not. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 7 kỹ thuật rằng, rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. The book of Genesis chapter 12 verse 7, it reads, so he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Nếu Abraham đã biết rõ được Đức Chúa Trời mà còn vẫn thờ thần mặt trăng thì quả thật là không bình thường chút nào. If Abraham knew God well and still worshiped the moon god, that would not be normal at all. Tôi không biết là tất cả quý vị ở đây, vì tôi không có nhìn thấy được ở trong tâm trí cũng như tấm lòng của quý vị. I don't know all of you here because I don't see clearly in your minds and heart. Nhưng một điều mà tôi nhìn thấy được là quý vị có mặt ở đây sáng nay để thờ phượng Đức Chúa Trời thì quả thật là bình thường rồi. But one thing I can see is that you are here this morning to worship God, which is quite normal. Tôi khuyên quý vị là đừng bao giờ khinh lờn trong việc nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời trong ngày Chủ nhật. I advise
You never to neglect gathering together to worship God on Sunday. Bởi vì lời Chúa dạy chúng ta rằng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hỡi anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. For the word of the Lord teaches us not abandoning our own meeting together as is the habit of some people, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Quý vị biết là chỉ cần vắng mặt một buổi thờ phượng thôi có thể đem lại một sự mất mát rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Church, did you know that just missing one worship service alone can take a huge toll on our lives? Tôi sẽ cho quý vị thấy một bằng chứng rõ ràng là qua chính cuộc đời của Thomas. I'll show you one of those proofs, one being Thomas. Quý vị biết Thomas là ai không? I'm sure you know who Thomas is, right? Thấy Johnson lắc đầu chắc không biết là Thomas là ai rồi phải không? Okay. Thomas là một trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu. Thomas was one of the 12 apostles of Jesus. Thomas chỉ vì vắng mặt có một buổi nhóm lại mà thôi, nhưng đã khiến cho ông không có cơ hội gặp được Chúa Phục Sinh. Thomas was absent for only one gathering, and yet that was from not having the opportunity to meet the risen Lord. Vì không gặp được Chúa Phục Sinh nên Thomas không tin rằng Chúa Giêsu đã thật sự sống lại. Because he did not meet the risen Lord, Thomas did not believe that Jesus was really resurrected. Đến đây đó, có lẽ chúng ta đặt một câu hỏi rằng tại sao trong khi các môn đồ của Chúa Giêsu nhóm lại mà Thomas lại vắng mặt? At this point, we need to ask, while the disciples of Jesus were gathered, why was Thomas absent? Câu hỏi là có điều gì quan trọng hơn cho Thomas cần phải làm là nhóm lại với các môn đồ? Is there anything more important for Thomas to do than to gather with the disciples? Tôi không biết Thomas có việc gì quan trọng cần phải làm trong lúc các môn đồ đang nhóm lại. Nhưng mà tôi biết chắc chắn có một lý do khiến Thomas vắng mặt là bởi vì ông không thật sự biết rõ Đức Chúa Trời. I don't know what important thing Thomas had to do while the disciples were gathered, but I do know that one reason Thomas was absent was because he didn't really know God. Thomas không tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết y như lời Chúa Giêsu đã phán trước. Thomas did not believe that God could raise Jesus from the dead, just as Jesus had foretold. Vì Thomas không tin nên cho dù các môn đồ khác có nói lại với Thomas rằng Chúa Giêsu đã thật sự sống lại, nhưng Thomas vẫn không tin. For Thomas did not believe, even though the other disciples told him that Jesus had really risen, Thomas still did not believe. Tôi nghĩ có một câu nói của Thomas đó mà đã khiến cho Thomas không bao giờ quên được trong cuộc đời của ông. I think there is a saying by Thomas that he will never forget in his life. Thomas nói với các môn đồ rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt tay bằng dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Thomas said to his disciples, unless I see in his hands the imprint of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. Nhưng mà cách 8 ngày sau, có nghĩa là ngày Chúa Nhật kế đến, Thomas đã nhóm lại với các môn đồ. But 8 days later, that is the next Sunday, Thomas did come to meet the disciples. Tôi nghĩ rằng nếu mà Thomas không đến thì Thomas sẽ thật là hối hận. If not, Thomas will really regret it. Sứ đồ dân kỹ thuật là trong khi các cửa đang đóng thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các môn đồ và phán rằng bình an cho các ngươi. The apostle John records that while the doors were closed, Jesus appeared, stood among the disciples and said to them, "Peace be with you." Sau đó Chúa Giêsu xoay qua và phán cùng Thomas rằng: "Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Then Jesus turned to Thomas and said, "Place your finger here and see my hands, and take your hand and put it into my side, and do not continue in disbelief, but be a believer."
Thomas tưởng rằng những gì ông nói với các môn đồ, Chúa Giêsu không biết. Thomas thought that what he told the disciples, Jesus did not know. Thomas không biết rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, nên không có điều gì mà Chúa Giêsu không biết. Thomas didn't know that Jesus was God, so there was nothing that Jesus didn't know. Chúa Giêsu biết rất rõ từng lời trong câu nói của Thomas. Jesus knew every word of Thomas's words very well. Đây là lý do Chúa Giêsu lặp lại câu nói của Thomas y như những gì Thomas đã nói với các môn đồ. This is why Jesus repeats what Thomas said to his disciples. Quý vị biết là sau khi Chúa Giêsu lặp lại câu nói của Thomas thì Thomas đã nói gì với Chúa? Do you know what Thomas said to Jesus after Jesus repeated it, Thomas's words? Thomas thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Tôi tin rằng đây là một lời xưng nhận vĩ đại nhất trong cuộc đời của Thomas. I believe this is the greatest claim in Thomas's life. Một khi chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì không có lời xưng nhận nào tuyệt vời hơn là lời xưng nhận này, Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Once one realizes that Jesus is God, there is no greater claim than this one. My Lord and my God. Quý vị thử nghĩ, sau kinh nghiệm gặp được Chúa Giêsu đó thì Thomas còn dám vắng mặt trong bất cứ một buổi thờ phượng nào khác nữa không? Do you think after the experience of meeting Jesus, would Thomas ever dare to be absent from any other worship service? Tôi tin là không. I believe not. Bởi vì Thomas đã thật sự biết rõ Đức Chúa Trời. Because Thomas really knew God. Bắt đầu từ đây, Thomas đã dành cả cuộc đời còn lại của mình không chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, mà ông còn hy sinh cuộc đời của mình để hầu việc Đức Chúa Trời. From here, Thomas spent the rest of his life not only worshiping God alone, but also sacrificing his life to serve God. Như tôi đã nói đó, nếu bất cứ ai bảo rằng mình đã thật sự nhận biết rõ Đức Chúa Trời, nhưng không tập trung chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, thì quả thật là việc không bình thường chút nào. As I said, if anyone claims that he has truly come to know God, but has not focused on worshiping God alone, that is not normal at all. Thứ hai, người nào thật sự nhận biết rõ Đức Chúa Trời, thì người đó chỉ thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Second, the person who truly knows God well will serve God alone. Trong Thi Thiên 100 câu 1 và câu 2 phần A đó ghi rằng: Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. In Psalms chapter 100 verse 1 to 2 it says, Shout joyfully to the Lord all the earth, serve the Lord with jubilation. Để hầu việc Đức Chúa Trời một cách vui mừng, chúng ta cần phải nhận biết rõ Đức Chúa Trời. To serve God with jubilation, we need to know God well. Kể cả những việc hầu việc Chúa đơn giản nhất như là rửa chén, nếu không biết rõ Đức Chúa Trời, chúng ta cũng không thể rửa chén một cách vui mừng. Even with the simplest of serving the Lord, such as washing the dishes, if we do not know God well, we cannot joyfully wash the dishes. Cảm ơn Chúa là trong hội thánh có nhiều người bị rửa chén, nhưng mà tôi thấy họ rửa chén rất là vui. Thank God there are many people washing dishes in church, but I find them very happy to wash dishes. Nhìn thấy bên ngoài thì vui đó, nhưng mà bên trong tôi không biết là có thật sự vui hay không. They look joyful on the outside, but on the inside we cannot be sure. Nhưng mà tôi tin là họ thật sự vui là bởi vì họ cứ tiếp tục bị rửa chén mỗi tuần. However, I believe they are really happy that they continue to wash dishes every week. Thú thật là tôi chưa từng thấy có ai hầu việc Đức Chúa Trời một cách vui mừng và kiên trì hầu việc Đức Chúa Trời một cách vui mừng nhưng lại không kinh nghiệm rõ về Đức Chúa Trời. To be honest, I have never seen anyone joyfully serving God and joyfully persevering in it without having a clear experience of God. Dĩ nhiên là có nhiều người hầu việc Chúa với nhiều động cơ khác nhau. Of course, there are many people who serve God with different motives. Có người thì hầu việc Chúa bởi vì chức vị.
Some people serve God because of their position. Còn có người khác thì hầu vì Chúa bởi vì quyền lợi. And others serve God out of their privilege. Nếu không có chức vị và quyền lợi thì họ sẽ không hầu vị Đức Chúa Trời. Without their position and privilege, they would not serve God. Tôi tin rằng bất cứ người nào thật sự biết rõ được Đức Chúa Trời thì cho dù không có chức vị và không có quyền lợi, người đó cũng sẽ tiếp tục hầu việc Đức Chúa Trời. I believe that anyone who truly knows God well, even if they have no position and no privilege, they will continue to serve God. Bởi vì mục đích hầu việc Đức Chúa Trời không phải là để có được chức vị hay là để được quyền lợi, mà vì Đức Chúa Trời thật xứng đáng để cho chúng ta hầu việc Ngài. Because the purpose of serving God is not to gain a position or to gain privileges, but because God is truly worthy of us to serve Him. Tôi nghĩ ngoài Môi-se đó, thì Giô-sê là một trong những người hầu việc Đức Chúa Trời đáng để cho chúng ta học hỏi. I think that besides Moses, Joshua is one of God's servants worthy of our study. Giô-sê đã để lại cho con dân Chúa một tấm gương hầu việc Đức Chúa Trời, mà cho đến ngày hôm nay vẫn là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Joshua left the people of God to set an example of serving God, which to this day is still a shining example for us to follow. Trong quyển sách mang tên Giô-sê đó, thì Giô-sê có kỹ thuật một câu nói rất là nổi tiếng của Giô-sê như sau: nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần của các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. In the book of Joshua, there is record of Joshua's popular saying, but if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourself today whom you will serve, whether the gods which your father served, which were beyond the Euphrates River, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Làm sao Giô-sê có thể nói được câu nói này nếu Giô-sê không nhận biết rõ Đức Chúa Trời lại? How could Joshua say this if he did not know who God is? Làm sao Giô-sê có thể nói được rằng cho dù nhiều người không muốn hầu việc Đức Chúa Trời, thì Giô-sê và cả nhà Giô-sê vẫn tiếp tục hầu việc Đức Chúa Trời? How could Joshua say that even though many people did not want to serve God, Joshua and all of Joshua's household continued to serve God? Thưa quý vị, tôi nghĩ lý do Giô-sê nói được câu nói này là bởi vì Giô-sê đã thật sự nhận biết rõ Đức Chúa Trời, như trong Thi Thiên 90 mà Môi-se đã bày tỏ cho chúng ta về Đức Chúa Trời. Church, I think the reason Joshua was able to say this was because Joshua truly knew God, as in Psalms 90, of which Moses revealed to us about God. Tôi tin rằng kinh nghiệm của Giô-sê về Đức Chúa Trời cũng không khác gì với kinh nghiệm của Môi-se về Đức Chúa Trời. I believe that Joshua's experience of God is no different from Moses' experience of God. Giô-sê biết rõ Đức Chúa Trời là đấng có từ trước vô cùng. Joshua knew well that God is everlasting. Giô-sê biết rõ Đức Chúa Trời là đấng tẩy trị mọi sự. Joshua knew that God is sovereign over all things. Giô-sê biết rõ là Đức Chúa Trời là đấng phán xét tội nhân. Joshua knew well that God is the judge of sinners. Và Giô-sê cũng biết rõ là Đức Chúa Trời là đấng thật nhân từ với tội nhân. And Joshua also knew well that God is so merciful to sinners. Vì Giô-sê đã nhận biết rõ Đức Chúa Trời như vậy, nên cho dù mọi người không hầu việc Đức Chúa Trời, thì Giô-sê vẫn tiếp tục hầu việc chỉ một mình Đức Chúa Trời. Because Joshua had come to know God so well, even though everyone else was not serving God, Joshua continued to serve God alone. Vì Giô-sê biết rõ được Đức Chúa Trời như vậy, nên cho dù mọi người không hầu việc Đức Chúa Trời mà đi hầu việc các thần khác, thì Giô-sê cũng vẫn chỉ hầu việc chỉ một mình Đức Chúa Trời. Because Joshua knew Lord God so well, even if everyone else did not serve the Lord God but serve other gods, Joshua still served the Lord God alone. Như tôi đã nói đó, nếu một người cho rằng họ đã thật sự nhận biết rõ Đức Chúa Trời
mà không hầu việc chỉ một mình Đức Chúa Trời, mà còn đi hầu việc một thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời, thì quả thật đây là việc không bình thường chút nào. As I said, if a person thinks that he has truly come to know God, Lord God, not only serves Lord God, but also serves some other gods, but the Lord God, this is really not normal at all. Lý do tôi bảo rằng không bình thường là bởi vì nó không bình thường. The reason I say it's not normal is because it's really not normal. Bởi vì bất cứ ai đã nhận biết rõ Đức Chúa Trời thì đều nhận thức rằng chỉ có hầu việc Đức Chúa Trời thì những việc đó mới còn lại đời đời. Còn bất cứ một việc gì khác thì sẽ không tồn tại. Because anyone who has come to know God well realizes that only serving God would last forever and anything else would not exist. Tôi tin rằng nếu đã biết rõ được Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo vũ trụ. I believe that if one truly know God as the creator, là đấng tể trị mọi sự, sovereign over all things, là đấng phán xét tội nhân, the judge of sinners, và là đấng thật nhân từ với tội nhân, and is so merciful to sinners, thì không còn lý do nào khiến chúng ta không chịu thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời và chỉ hầu việc một mình Đức Chúa Trời. Then there is no reason why we should refuse to worship God alone and serve God alone. Thưa quý vị, ngay cả Satan đó là kẻ luôn chống đối Đức Chúa Trời, mà Chúa Giêsu còn phán với Satan rằng: "Hỡi Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Even Satan, the one who always opposes God, Jesus still said to him, said to Satan, "Go away, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve him only." Nếu ngay cả Satan mà Chúa còn bảo là phải thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời và chỉ hầu việc một mình Đức Chúa Trời, thì có lý do nào chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời mà chúng ta không thờ phượng và hầu việc chỉ một mình Đức Chúa Trời? If even Satan was told by Jesus to worship only God and serve only God, is there any reason why we, as children of God, should not worship and serve God alone? Để kết thúc cho bài giảng sáng nay, tôi mời quý vị xem lời khuyên của Giô-sê đã khuyên dân Israel trong sách Giô-sê rằng: To conclude this morning's sermon, I invite you to look at the advice Joshua gave the Israelites in the book of Joshua. Vậy bây giờ hãy kính sợ Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai Cập, phải phục sự Đức Giê-hô-va. Now, therefore, fear the Lord and serve him in sincerity and truth, and do away with the gods which your father served beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. Tôi tin rằng phải phục sự Đức Giê-hô-va phải là mục đích sống chính trong cuộc đời của chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời. I believe that serve the Lord must be our life's purpose in our lives as children of God. Nếu mục đích sống của chúng ta ngày hôm nay không phải là thờ phượng và hầu việc chỉ một mình Đức Chúa Trời, thì như vậy mục đích sống của chúng ta là gì ngày hôm nay? If our purpose in life today is not to worship and serve God alone, then what is our purpose in life today? Giô-sê khẳng định mục đích của ông và gia đình của ông rất rõ ở trong câu 15. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc là các thần của tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc là các thần dân Amorít trong xứ mà các ngươi ngỡ. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Joshua made his purpose and that of his family very clear. But if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today whom you will serve, whether the gods which your father served, which were beyond the Euphrates River, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tôi nghĩ người khác thờ phượng ai và hầu việc ai không quan trọng. Chúng ta và gia đình của chúng ta thờ phượng và hầu việc ai mới thật sự là quan trọng. I think
It doesn't matter who others worship and who they serve. What really is important is who we and our family worship. Cầu xin Chúa cho mục đích của Giô-sê và gia đình của Giô-sê cũng sẽ là mục đích của mỗi chúng ta và gia đình của chúng ta, là ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Pray to God that the purpose of Joshua and Joshua's family will also be the purpose of each of us and our families. As for me and my house, we will serve the Lord. Xin kính mời quý vị đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa giờ này. May the congregation please be standing. Lạy Chúa yêu của chúng con, nếu chúng con không thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ ngày hôm nay, thì chúng con đang phục vụ và thờ phượng cái gì? Xin Chúa ngài thương xót, ngài hướng dẫn chúng con. Nếu chúng con thật sự là con dân của Đức Chúa Trời, thì chúng con chỉ thờ phượng và hầu việc một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Con cầu xin Chúa ngài thương xót mỗi chúng con ở đây sáng nay. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị đón. May the congregation please be seated.